Hi, xin chào mọi người. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Hôm nay thì gia đình của Bằng đang ở thành phố Cabot của quận San Diego. Và phía sau lưng Bằng đây là một cái vườn dâu rất là lớn ở thành phố Cabot có tên là Solary Company. Và bây giờ thì Bằng sẽ đi vô trong để hái dâu. Và đặc biệt thì ở đây á, họ có những cái trò chơi rất là vui, ví dụ như là bắn táo nè, trái táo mọi người. Và họ có một cái vườn hoa hướng dương để cho mình tham quan nữa. Và sau đó thì mình sẽ đi hái dâu. Và cái vườn dâu của nó nằm lúc ở trên kia kìa, ở trên đỉnh đồi á. Còn phía bên đây là có một cái vườn hoa hướng dương. Đó, bây giờ thì gia đình của Bằng đang đợi để mua vé để vào trong. Ok, cái vé vô cổng là $5 mọi người. Trẻ em dưới 5 tuổi được phi. So, yeah, for admission it's $5 per person. If she's under 5, it's free. Okay. And the admission just comes with these four things. So just you two? Yep. So it'll be $10. Okay. And then for the strawberries, the windows behind me, you pay for the strawberries. What about, you guys have the $10 for the bucket? Yeah, so you pay them behind me. It's just for admission. We have to get the permission. Yeah. Okay. Yeah, sure. Are you Apple Pay? Okay. Anh ấy nói là mình phải mua cái vé vào cổng mỗi người là $5. Rồi sau đó thì mình muốn hái dâu thì mình sẽ qua anh kia mình mua. Okay, thank you. Đây mình muốn hái dâu thì mình qua đây mình mua cái hộp để đựng dâu nè. Cái hộp này là $10. Đó. Và muốn chơi bắn táo á, là 12 trái táo là $20. Bây giờ nhà của Bằng đang ở giữa cái vườn hoa hướng dương nè mọi người ơi. Wow, quá đẹp luôn. Đẹp quá. Hôm nay Bằng cố tình mặc cái áo nổi thiệt nổi để vô đây đứng ở trong vườn hoa hướng dương quay cho mọi người coi. Áo nổi không? Dạ. Yeah. Yeah. Cái này mới vừa ra hoa nè. Mấy cái bông này là nó mới vừa ra luôn á. Đây, qua tới đây là có hoa rồi. Đẹp quá ha. Cái hoa này là nó chưa có già đâu nha. Đây có một con ong đang hút mực nè. Wow. Wow, quá trời hoa hướng dương. Đây, cái này là cái búp nó mới nở nè. Đó, nó nở ra như vậy. Xong sau đó nó banh ra tới như vậy. Rồi tới khi mà cái hạt nó già rồi là cái bông nó tàn luôn rồi. Ở Việt Nam thì người ta trồng cái này để cho bò ăn đó mọi người. Bò sữa đó. Hình như cái này nó có omega đó. Nó có cái tinh dầu omega, nó làm cho bò nó, cái sữa nó tốt hơn đó. Nhưng mà không biết ở đây họ trồng cái này để làm cái gì. Chắc có thể trồng để cho mọi người đến chụp ảnh thôi á. Đây, đẹp ha. Quá trời đẹp. Wow, đây lên cao nè, lên cao. Yeah. Wow. Quá đẹp. Ồ, cái hoa này nhìn cái cánh nó cứng ha. Ồ, có con ong em. Hình như cái hoa này cũng có con ong đang hút mật ha. Nè. Đó, đúng rồi, nó chảy mật lên nè. Mấy con ong lại hút á. Bên đây mới có hoa nè, ơn ơi. Grace. Ồ, oh, yeah, con thấy hoa hả? Ồ, oh, wow. Hoa. Bên đây nè, ơn. Bên đây gần hơn nè con. Ơn ơi, tới đây. Bên đây. Bên đây nè. Bé Ray thấy cái hoa, bé Ray chỉ. Đây nè con. Đấy. Đây nè. Hoa nè, để cho coi nè. Wow. Thấy con ong không? Thấy con ong không? Có hai nó đi. Hai bà ong chưa? Bé Ân thấy.
Bây giờ thấy con hoa, thấy bông hoa có con ong bên trên nó la kìa. Nó nói con ong. Sao vậy con, sao vậy? Thấy con ong rồi nè, có thấy không? Ok, đi tiếp đi con. Bye bye. Bye. Yeah. Quá trời hoa kìa ơn. Này con nhìn này, con thấy không? Con thấy không? Yeah, hai bạn hoa đi. Hi. Cũng rộng chứ ha. Bên đây, quẹo đây. Này họ họ làm cái đường cho mình đi á. Con đi qua mẹ đi ăn. Wow, cái hoa này bự quá. Hoa bự quá. Cái hoa này quá to luôn. Có bạn ong nữa kìa. Ồ, nó mặt mặt nó chảy ra ngoài luôn ha. Mấy chú ong này vừa đi thụ phấn rồi vừa đi hút mật luôn. Trong lúc mà đi hút mật thì sẽ thụ phấn luôn cho cái hoa này. Con đếm bao nhiêu bông hoa hả? Con đang đếm hơn. Wow, nhiều quá. Bye. Dạ, yeah, bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ chia tay cái vườn hoa hướng dương và đi ra mua cái vé để vào hái dâu. Bởi vì mình muốn vô hái dâu á, mình phải mua cái hộp đựng dâu. Thì cái hộp đó là 10 đô la. Mình sẽ vô mình mua cái hộp đó rồi mình mới đi hái dâu được. Bây giờ thì sẽ chia tay với cái vườn hoa hướng dương nha mọi người. Ở bên đây thì có nửa cái vườn bên kia thì nó còn tươi lắm. Còn nửa phía bên đây á, là nó cái hoa nó hơi già rồi. À, nó rụng hết rồi. Nhưng mà phía bên kia thì còn vẫn còn hoa vừa mới nở á, nên là rất là đẹp. Ở California cũng có ít cái vườn hoa hướng dương lắm. Và chủ yếu thì những cái vườn hoa hướng dương nó nằm ở phía Bắc Cali thôi. Bằng cũng ít khi thấy có vườn hoa hướng dương nào ở Nam Cali. Và khi mà Bằng biết là ở cái thành phố Cabot của quận San Diego á, có một cái vườn hoa hướng dương nè. Nên là Bằng với gia đình là tranh thủ đến liền để quay cho mọi người xem. Và cũng như đây là lần đầu tiên mà Bằng được xem hoa hướng dương ở Mỹ luôn đó. Bởi vì mấy lần trước á, thì có dịp Bằng lên tới thì hoa hướng dương nó đã hết hoa rồi. Bởi vì biết trễ quá. Nên là bây giờ chia sẻ cho mọi người biết, nếu mà ai muốn đi coi hoa hướng dương ở Nam Cali thì tranh thủ đến đây liền nha mọi người. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ra ship hàng và mua cái hộp để đựng dâu, để vô hái dâu. Bây giờ coi cái hàng nó dài thon kìa. Đó, cái hàng nó kìa. Khủng khiếp luôn. Nha. Yeah. Mình phải mua một cái hộp này để đựng dâu rồi mọi người. Đây cái hộp này nè. Giá là 10 đô la. Và nếu mà mình không mua cái hộp á, mà mình muốn vô hái dâu á, vô coi dâu thôi, chứ không có hái, chứ coi dâu thôi, là trả thêm 5 đô la nữa. Và Bằng với mẹ bé Ray thì không có, thật sự là chỉ muốn vô cho bé Ray biết cái cảm giác hái dâu thôi. Chứ thật ra thì tụi mình cũng không có nghĩ là sẽ hái dâu nhiều để mang về. Bởi vì dâu mình có thể mua ở Costco cũng được. Nên là chỉ mua có một hộp thôi là 10 đô la. Và Bằng thì không có hái dâu. Và bé Ray thì được phi. Nên là Bằng phải trả thêm 5 đô la nữa. Nghĩa là gia đình của Bằng phải trả tổng cộng là 15 đô la cho cái hộp và cái vé để vô để được hái dâu. Đó. Dạ. Vô. I'm sorry. Yeah. Okay, thank you. Wow. Họ cho mình mượn một cây kéo để mình cắt dâu. Này, cây kéo nè. Hôm nay thì thời tiết rất là mát mẻ đó mọi người. Không có nóng lắm ha. Có gió nhẹ và trời cũng không có mây, nhưng mà lại không có nóng lắm. Trong khi ngày hôm qua và cái tuần vừa qua đó thì nóng muốn chết luôn.
cái vườn dâu từ dưới này nè mọi người. Đây, từ dưới này nè, rộng dài tới trên kia luôn, ra tới ngoài đường luôn á, lớn lắm. Đây, bên đây cũng có trái này nhưng mà chưa chín. Mấy cái vườn bên đây là có trái nhưng mà chưa chín mọi người ơi, còn xanh lè xanh lét à. Ở đằng kia còn nghĩ là đã có thể là đã có trái chín rồi đó, ở đằng kia. Thấy mọi người hái kìa, wow, ai dục quá trời vậy. Ồ, người ta hái xong người ta dục quá trời luôn nè. Thiệt tình luôn á. Tuy là mình biết là họ đã bán cho mình cái giá cũng không có hề rẻ cho cái việc hái dâu, nhưng mà làm như vậy thì nó kỳ quá. Hái xong rồi dục quá trời luôn. À, thấy dâu rồi, thấy dâu rồi. Trời ơi, nói thiệt với cô chú là cái món này là cái món phái khẩu của bé Race. Một mình nó ở nhà nó là nó đã ăn phải là một phao rồi. Nó đi mua về là một mình nó ăn hết rồi đó. Mà bữa nay là dẫn nó vô trong cái thiên đường dâu. Trời ơi, coi nó làm cái gì ở đây. Ủa, hồi nãy họ có nói là cấm ăn ở đây không? Không có nói gì hết luôn. Họ không có nói là cấm ăn. Nhưng mà Bằng thì Bằng không ăn đâu. Nhưng mà còn bé Ray có ăn hay không thì Bằng không biết nha. Yeah, bây giờ bé Ray đây tấn công với vườn dâu kìa. Trời ơi, thiên đường của bé dâu, bé Ray. Có thấy cái nào ăn được không? Đây. Con thích cái nào con cứ hái nha. Thích cái nào cứ hái nha Ray. Cứng quá hái không được á. Nè nè. Cứng quá hả? Bà đưa cái kéo bà cắt thì mày cắt cho. Từ từ. Quay nè mày cắt. Rồi. Nha. Rồi, cho con nè. Yeah. Yeah. Không ăn không? Đây đi tới nữa, còn nhiều trái nữa con. Đi tới nữa ăn. Race. Trời ơi. Ăn rồi, cắn rồi kìa. Trời ơi, đã nói với cô chú rồi mà. Trời ơi, cái này là cái món phái khẩu của nó. Trời ơi. Đi tới nè con. Một trái này bự ghê nè. Trời ơi, trái này bự ghê mẹ ơi. Race. Ray ơi. Race, con thích cái này không? Mà nó ấy rồi. Thế hả? Đi con. Nè, cái này cũng đẹp nè. Ồ. Đi cẩn thận nha Race, cái đường này hơi nhỏ đó con. Ôi mẹ để cho Race hái chứ mẹ hái gì á? Để cho Race thích cái nào Race chỉ hái. Tập trung ăn, không ăn hết thì đó mới hái cái khác. Bỏ vô lại. Ủa cái này được ăn không vậy ta? Coi chừng nó có xịt thuốc đó nha. Thì ra ăn cái trái này không có tốt cho lắm đâu nha, nó chưa có rửa đó. Rộng quá ha. Ừ, sạch sẽ. Nó sạch hơn cái chỗ hồi trước mình đi ở Tanaka Farm ha. Ừ. Đi tới đi con, đi tới. Đi nữa. Trái cũng nhiều lắm á. Nhưng mà hái cái chín là về nhà cái nó mềm hết à. Ừ. Món này là món ruột của bé Ray xong. Nó không có đẹp thôi chứ không phải hư. Nó không có đều. Trái nó đều. Đi tiếp đi con, Race. Sắp hết trái. Race. Con đang ăn gì đó? Con đang ăn gì đó? Hái cái đó hả? Không, con ăn hết cái này rồi mới hái cái đó. Con đang ăn gì đó, Race? 3 mét ông chủ vườn dâu nha. Cái này chưa chín con, ăn cái này nè. No, ăn hết trái này đi. Rồi luôn. Ở đây đây đây, thôi bỏ đi con, đứng lên đi. Đây. Trái này ngon nè. Dạ, trái đó đẹp á. Hái cái này nha. Ông Hoàng cầm lên mày hái cho, cầm này lên mày cắt cho. Bận ăn rồi. Ray đi hái dâu hay Ray đi ăn dâu vậy? Ray.
Con hái dâu hay con ăn dâu mà con không có có. Ồ, trái này cũng đẹp nè. Cái trái nó to quá, cái hộp này đựng chứ được mấy trái ở đây rồi. Đi đi thẳng tới. Đi 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 đi. Oh no. Đi tiếp đi con, thẳng lên trước còn nhiều kìa. Trời ơi, còn quá trời dâu trước kìa Ân. Trời, trái bự ghê. Trời, mà nó chưa chín đâu, chưa chín đâu. Còn trắng nhách à. Nhưng mà nó to thôi. Mình đem về nhà nó chảy nước hết, nếu mà chín nè, trái này được nè em. Nè, tròn đều đẹp nè. Cái cây dâu này nó cũng khác cây dâu ở trên kia mình coi ha. Cái chắc cái giống nó khác đây mày. Cái lá này nó bự hơn. Nè nè nè. Cái trái này nó bự. Đẹp vậy. Này được không? Nhỏ. Nhỏ hả? Em hái trái nhỏ thì em được hái nhiều. Em hái trái bự là cái hộp nó đựng được nhiêu đó. Cái hộp đó là nó, em thấy không? Em bỏ vô mấy trái là đầy nhóc cái hộp luôn á. Trời ơi. Một chút xíu ông chủ vườn dâu mà ông bắt con là coi ba qua không có chịu trách nhiệm nha. Trái dưới chân kìa. Đó. Hả? Trời ơi, kỳ này đi không có lỗ vốn mà cô chú ơi. Nó coi mấy ray nó ăn kìa. Con ăn trái nào, con ăn một trái thôi Ray. No no, trời ơi nó. Con ăn giống tôm mà không ăn đào quá. No no. Cái này không? Cái này cái nắp kinh này. Đây nè. Kệ em sao? Ra hồi ra lao sao? Bắt cái khác hả? Rồi con ăn giống tôm một con quá. Chưa chín rồi. Chưa chín hả? Bây giờ thì gia đình của Bằng sẽ đi ra ngoài. Cái gì đã hái dâu xong rồi mọi người ơi. Và bé Ray đây. Cho cô chú coi bé Ray nè. Đây. Nhìn cái này là biết thủ phạm ăn dâu rồi. À, đừng có trốn, đứng đây từ quầy nè. Coi cái mỏ đó nè. Đó, coi cái mỏ đó nè. Đó, nó đang ăn luôn kìa, Đó, nó làm bộ nó không có ăn, nó đứng nhìn với dâu thôi. Nhưng mà tự nãy giờ nó ăn nhiều lắm rồi cô chú. Nó ăn nhiều lắm rồi đó. Coi nè, coi cái mỏ đó nè, nó dính luôn. Đó. Nó lén đi là nó quất rồi. Nó canh không có ai ở đây hết, là ba mẹ đang bận hái dâu là nó ngồi nó quất một trái. Bây giờ là đưa cho nó cầm trái dâu nhưng mà nó không ăn. Nó chỉ đứng nó liếm nó nhìn thôi. Ôi cái cây này cái hoa gì lạ, nó có thấp chủm nó có hoa kìa. Hả nè. Đúng không? Cây gì lạ ta. Nó có chút xíu mà nó có hoa nha. Con thấy không Ân? Nè, cái cây này cây gì nè con? Đó, có hoa nè con. Trời, sao vậy? Sao vậy con? Sao ngồi xuống luôn vậy? Đứng gì không được. Đứng gì không được. Đứng gì không được. Đi con. Cảm ơn các bạn đã xem video của Bằng. Các bạn nhớ bấm nút đăng ký để đón xem những video mới nhất của Bằng mỗi tuần nha. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.